Xin chào quý vị và các bạn trở lại với xe đời sống.vn. Và đây là thương hiệu Volkswagen, một thương hiệu rất là quen thuộc từ Đức và có thể nói rằng là rất là nổi tiếng rồi, không cần phải nói nhiều. Và hôm nay thì xe đời sống thì cũng có dịp và một cái cơ hội để được trải nghiệm thực tế mẫu xe. Có lẽ là cũng có nhiều những cái điểm rất là hay và đặc biệt đối với lại cái thương hiệu này. Mình và bạn Tâm này cũng có một cái hành trình trải nghiệm rất là nhiều những cái cung đường địa hình thoải mái, rất là linh hoạt. Hiện tại thì cũng đang ở một cái nơi có lẽ là không khí nó rất là trong lành, rất là phóng khoáng và có lẽ là theo đúng cái tinh thần gọi là đi tự do, đi phiêu lưu khắp mọi nơi và đi trải nghiệm theo một cái cách mà nó sang trọng, bởi vì đây chính là chiếc Volkswagen Touareg thế hệ mới, thế hệ thứ 3. Thương hiệu Volkswagen và đặc biệt là tại Việt Nam thì những năm gần đây chắc chắn là rất là nhiều khách hàng cũng rất là quen thuộc với cái bộ sản phẩm mà bao gồm những cái mẫu xe đa dụng, xe SUV. Có thể kể đến như Volkswagen Tiguan, rồi Teramon hoặc là T-Cross và đây chính là anh cả Touareg. Nó là một cái sản phẩm flagship của Volkswagen và được hãng xe Đức đã đầu tư vào đây rất là nhiều. Có thể nói là một cái xe hội tụ mọi thứ gọi là tinh hoa về thiết kế, về công nghệ, về độ hoàn thiện, về chế tác của thương hiệu Volkswagen trong Touareg. Thực sự ấy, nếu mà nói về xe SUV thì Touareg lại là một cái mẫu xe nó có bề dày rất là lâu đời đối với lại thương hiệu Volkswagen. Khi mà bước sang Touareg thế hệ thứ 3, nó đã có một cái sự phát triển là phong phú hơn, mình thấy là nó đa dạng hơn và đặc biệt là theo một cái hướng là công nghệ hiện đại hơn, thiết kế sắc bén hơn. Và cái nền tảng khung sườn của Volkswagen Touareg này vẫn chia sẻ chung rất nhiều những cái dòng xe đình đám, những cái mẫu xe SUV hạng sang cỡ E ở trong cái phân khúc hạng sang và siêu sang vẫn là chia sẻ chung với Porsche Cayenne, vẫn là Audi Q7, có thêm Audi Q8 và đặc biệt là chia sẻ chung luôn với lại Bentley Bentayga cũng như là Lamborghini Urus. Ngay cả với mẫu Touareg này thì Volkswagen cũng định vị cạnh tranh luôn với rất là nhiều những cái mẫu xe SUV cỡ E và hạng sang luôn. Chính vì vậy khi mà mẫu xe này được giới thiệu tại Việt Nam tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2022 thì cái giá bán ở đây có mềm hơn một chút so với lại những cái đối thủ BMW X5, Mercedes GLE, Lexus RX, Volvo XC90 và thậm chí cả Audi Q7, Audi Q8. Và chính vì mẫu Touareg này là một cái mẫu xe mà được Volkswagen đẩy lên để cạnh tranh ở cái phân khúc cạnh tranh với những cái mẫu xe hạng sang kia thì rõ ràng là cái thương hiệu cũng đã đầu tư vào đây, trang bị thêm vào cho Touareg rất nhiều những cái tính năng cũng như là vật liệu cao cấp hơn này, rồi cái thiết kế của nó trau chuốt và nó chỉnh chu và nó cái có độ sang trọng hơn. Nói về cái ấn tượng của Touareg đối với mình thì thực sự là nó ấn tượng ở cả phần ngoại thất và cả thiết kế bên trong. Và ở Touareg thế hệ mới thì nó đã thiết kế nó nam tính hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó gần như là lược bỏ đi hoàn toàn những cái đường nát mà nó bo cong bo tròn. Cả cái bộ lưới tăng nhiệt mới này nó theo cái DNA mới của Volkswagen thiết kế kéo dài sang hai bên và nó đi liền ở cái phần dưới cụm đèn trước. Tổng quan của chiếc Volkswagen Touareg này thì vẫn có thể cảm nhận được một cái điều là cái chiếc xe này nó rất là cân đối, cân xứng từ mọi những cái chi tiết. Ở cái phiên bản Luxury thì sẽ được trang bị cái bộ mâm 20 inch, cái phần viền lốp này trong thì nó có vẻ nó hay dày hơn một chút, nhưng mà thực tế khi mà mình trải nghiệm cái quãng đường dài thì mình cảm thấy được đó là cái phần lốp này nó đã hỗ trợ rất nhiều cho cái việc cách âm của xe và nó giúp cho cái việc mà mình vận hành đó, nó cũng sẽ êm ái hơn và nó thoải mái hơn rất nhiều. Và ngay từ khi mà giới thiệu ra mắt toàn cầu, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cái mẫu xe này, cái mẫu Touareg thế hệ thứ 3 này thì mình đã thực sự wow, đó là một cái thiết kế rất là đẹp và nó lịch lãm, nó nhã nhặn. Em nghĩ không chỉ là nó đẹp đâu, mà cái thiết kế của nó thật sự là các kỹ sư cũng đã tính toán rất là kỹ để cho nó tối ưu cái tính khí động học. Anh có để ý rằng là thấy Tâm có nói về cái gương chiếu hậu á, nó có phần nó hơi nhỏ. Tuy nhiên khi mà xét đến cái mục đích thiết kế dung hòa với công năng thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thiết kế của cái gương chiếu hậu ngoài kìa, nó rất là hiệu quả về tính khí động học. Và chính vì vậy mà khi mà vận hành cái chiếc xe này ấy, cái độ ồn về gió gần như là xử lý một cách nó đến mức tối thiểu, gần như là không có. Và trong khi đấy thì toàn bộ cái đường cong, cái thiết kế ở bên ngoài nó cũng rất là mượt mà, rất là uyển chuyển.
đấy là một cái thiết kế ở bên ngoài. Thế còn tất cả những cái thứ mà để xem rằng là Touareg có thể thực sự phải là một cái mẫu xe hạng sang để có thể khách hàng cân nhắc để mà lựa chọn cùng với lại những cái mẫu xe đối thủ SUV cỡ E hạng sang khác, thì rất là nhiều thứ mình nghĩ rằng là ở bên trong cái khoang nội thất này. Và đây là khoang nội thất bên trong chiếc Volkswagen Touareg thế hệ mới, thì đập vào mắt chúng ta là một cái hệ thống Innovation Cockpit với hai cái màn hình, bao gồm một màn hình trung tâm với kích thước là 15.3 inch và một cái bảng đồng hồ sau vô lăng, một bảng đồng hồ kích thước 12.3 inch Digital Cockpit. Thì cả hai cái màn hình này nó cho một cái khả năng hiển thị rất là trực quan và sắc nét, và cái đồ họa của nó thì mọi thứ nó cũng nhìn nó rất là hiện đại. Thì như các bạn có thể thấy thì mình có thể thực hiện tất cả mọi cái thao tác ở trên cái màn hình này một cách rất là đơn giản, và cái độ nhạy của màn hình nó cũng rất là ok đấy. Ngoài ra thì trên một chiếc SUV cỡ lớn như là Touareg thì Volkswagen cũng đầu tư rất là nhiều những cái trang bị, những cái chi tiết hoàn thiện nó cao cấp. Có thể dễ dàng thấy nhất đây, một cái đường viền kim loại và kim loại phay xước. Và như các bạn có thể thấy thì tất cả cái không gian táp lô ở đây đều được thiết kế theo một cái phương ngang. Và một chiếc SUV cỡ lớn như Touareg này thì mình ngồi trong chiếc xe này mình đã chạy một cái quãng đường rất dài và mình cảm thấy nó rất là thoải mái về cái không gian và cái độ rộng rãi. Thì cái việc thiết kế theo cái phương ngang như thế này nó càng tăng thêm, tạo cho mình một cái thị giác, cái cảm giác nó chiếc xe nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Hơn thế nữa thì tất cả ở đây đều sẽ được bọc da. Cái cần số nhìn nó cũng khá là to nhưng mà nó không có thô. Thực sự có thể nói là cái thiết kế này nó tinh tế và nó tạo được cái sự ấn tượng. Cả cái khu vực bệ tì tay trung tâm này, những cái phím điều khiển đều sẽ được rút gọn lại và đưa lên cái màn hình trung tâm như thế này. Và trên Volkswagen Touareg tại Việt Nam với phiên bản Luxury thì sẽ được trang bị thêm hệ thống treo khí nén. Và như các bạn có thể thấy thì ở khu vực bệ tì tay trung tâm ở đây sẽ thiết kế ra hai phần núm. Một phần bên này thì sẽ giúp chúng ta điều chỉnh các cái chế độ lái, các cái chế độ địa hình khác nhau. Và trên Touareg sẽ có tới 7 chế độ địa hình. Và bên đây sẽ là cái núm để mà chúng ta điều chỉnh cái mức độ nâng hạ gầm. Ở đây sẽ có tổng cộng là 4 cái chế độ khác nhau. Thì trên chiếc Volkswagen Touareg này thì sẽ có cái mức nâng hạ gầm, cái mức thấp nhất là 148 và ở cái mức cao nhất sẽ là cái mức 258mm. Thì như các bạn có thể thấy, ở cái vị trí thấp nhất như thế này á, thì cái mức hạ gầm sẽ là về 148mm. Và ở cái chế độ tiếp theo sẽ là cái chế độ Street. Và ở cái chế độ này á, thì cái mức sáng gầm của chiếc xe sẽ là 188mm. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái chế độ là Off-Road. Và cái Off-Road này chỉ là một cái chế độ Off-Road thường thôi. Thì cái mức nâng gầm nó cũng sẽ nhỉnh hơn 188mm, bởi vì nó dành cho những cái cung đường mà nó mang cái tính off-road nhẹ nhàng, cho nên là cái mức sáng gầm đó, nó cũng chưa lên cái mức cao nhất. Còn ở cái mức cao nhất là cái mức off-road plus. Với cái mức này thì chiếc Volkswagen Touareg có thể nâng cái mức khoảng sáng gầm lên tới 258mm. Và đây cũng là một cái điểm nó rất là đặc biệt đối với cái phân khúc SUV hạng sang của Volkswagen Touareg. Và nếu như các bạn có thể để ý hình dung kỹ thì tổng quan cái khu vực đằng trước này nó na ná một chút nào đó, nó giống với những cái mẫu xe đến từ thương hiệu Audi. Nói về trang bị tiện nghi thì trên Volkswagen Touareg cả hai phiên bản Elegant và Luxury tại thị trường Việt Nam đều trang bị hệ thống điều hòa với 4 vùng độc lập. Đây cũng là một cái điểm mạnh của chiếc xe này trong cái phân khúc SUV hạng sang tại Việt Nam. Với phiên bản Luxury thì còn có thêm cái tính năng là ghế massage ở hai cái ghế trước. Thì hai cái tính năng ghế massage này là cái tính năng độc lập ở cả hai ghế và sẽ có 8 cái chế độ massage khác nhau. Ngoài ra ở cả hai ghế đều được trang bị cái hệ thống chỉnh điện tới 18 hướng và nhớ ghế 3 vị trí, trang bị cái tính năng là sưởi ghế và làm mát ghế và có thêm một cái tính năng là sưởi vô lăng. Phiên bản Luxury còn được trang bị tới 14 loa thuộc thương hiệu Din Audio, cho ra cái mức công suất nó lên tới 730W. Thì nhìn chung so với những cái mẫu xe trong mặt bằng phân khúc này thì đây cũng là một cái hệ thống loa nó có cái mức công suất nó nhỉnh hơn đáng kể so với các cái đối thủ khác. Và cái điều đó nó cũng đem lại cho chúng ta một cái không gian trải nghiệm âm nhạc nó sẽ sống động hơn, nó tinh tế và nó sướng hơn rất là nhiều. Và bên trong không gian nội thất còn trang bị thêm cái tính năng đèn viền nội thất Ambient Light. Và ở đây thì chúng ta rất dễ dàng tùy chọn, có tới tổng cộng là 30 màu sắc khác nhau. Và với Volkswagen Touareg phiên bản Luxury thì sẽ còn được trang bị thêm hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Thì so với những cái mẫu xe đối thủ trong cái phân khúc của Volkswagen Touareg thì đây là những cái trang bị mà nó vượt trội hơn, nó nổi bật hơn. Thương hiệu này vẫn giữ được những cái tính năng nó mang tính cốt lõi và nó nhắm tới cái sự tiện nghi
và cái sự hoàn hảo hơn cho một cái chiếc xe mà nó nằm ở cái phân khúc dành cho những người mà nhiều tiền và thích một cái cảm giác hưởng thụ trong một chiếc xe đa dụng. Và mình đang ngồi tại vị trí không gian hàng ghế thứ hai trên chiếc Volkswagen Touareg thế hệ mới. Cái không gian và cái tư thế ngồi của mình nó rất là thoải mái, và đặc biệt là cái khoảng để chân ở khu vực phía trước nó rộng rất là nhiều. Thì mình nghĩ cái việc mà sử dụng cái chiếc xe này đi cho một cái gia đình 5 người nó hoàn toàn hợp lý. Ở đây thì còn có hệ thống cửa gió điều hòa, 4 vùng độc lập, 2 vùng riêng biệt cho hàng ghế phía sau. Là một chiếc xe mà thiết kế với 5 chỗ ngồi cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng vào cái độ rộng rãi của không gian khoang hành lý như thế này. Và với việc mà chúng ta không gặp hàng ghế thứ hai xuống thì không gian này nó sẽ có thể tích lên tới 810 lít, và khi mà gặp luôn cả hàng ghế thứ hai thì nó sẽ lên tới 1800 lít. Ở đây chúng ta còn có thêm cả cái hệ thống nâng và hạ cái phần khoang hành lý như thế này để cho giúp cái việc mà lấy đồ ra vào nó sẽ thuận tiện hơn. Bởi vì Touareg phiên bản Luxury sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén. Cá nhân mình thì cũng đã lái qua rất là nhiều những cái dòng xe, có thể nói là những cái mẫu xe của Volkswagen, thì nó có một cái điểm là cái đặc tính lái và cái trải nghiệm thì nó hơn rõ ràng, có thể nói là so với lại những cái mẫu xe của Nhật Bản hay của Hàn Quốc. Thì một chiếc xe Đức và đặc biệt của Volkswagen thì nó luôn ở một cái đẳng cấp về cái chất lượng, mà nó thể hiện một cái sự vượt trội nó rất là rõ rệt. Sang cái Touareg thế hệ mới này phải nói rằng là cái sự sắc bén và cái sự hiệu quả trong cái việc, trong cái thiết lập một cái hệ động lực cho Touareg. Ở hai cái thế hệ trước thì Volkswagen trang bị cho Touareg thường là những cái động cơ dung tích lớn, có thể là động cơ dung tích tới 3.6 lít. Và tuy nhiên ở khi mà bước sang cái thế hệ thứ ba này ấy, thì đối với lại nhiều khách hàng thì người ta có thể chọn lựa những cái động cơ hiệu quả hơn. Và cụ thể những cái phiên bản Touareg là được bán tại thị trường Việt Nam ở đây thì chỉ sử dụng cái động cơ 2.0 TFSI. Và đây là một cái động cơ gọi là một cái động cơ chủ lực của trong cả đại gia đình Volkswagen Group, và trang bị cho rất nhiều những cái mẫu xe, nhiều những cái mẫu xe của Volkswagen sử dụng, và thậm chí cả của Audi. Và chính xác thì cái động cơ 2.0 trên chiếc Touareg Elegant cũng như là bản Luxury trang bị tại Việt Nam này thì nó đạt được một cái mức công suất là 251 mã lực và cái moment xoắn là 370 Nm. Nhưng trong một cái giải tour nó cũng rất là rộng, từ 1600 cho đến trên 4000 vòng phút. Thì cái điều đấy có nghĩa là một cái động cơ dung tích nhỏ nhưng vẫn đem đến được một cái sức mạnh mà mình cho rằng đối với lại điều kiện lái xe ở cái thị trường Việt Nam như thế, nó thực sự nó đã là rất là tối ưu. Bởi vì khi mà một cái động cơ dung tích nhỏ như vậy, cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng giảm xuống, nó tăng về cái độ kinh tế, trong khi cái sức mạnh, cái sức kéo cũng như là công suất đáp ứng thoải mái về cái nhu cầu. Và ngay cả với những người mà lái xe rất là kinh nghiệm và với những cái kiểu mà lái xe kiểu tiện nghi sang trọng của những cái người mà có điều kiện, người ta cũng không cần phải lái xe một cách gì nó quá nhanh nhẹ. Chính vì vậy mà mình cho rằng là cái cấu hình động cơ 2.0 này nó cũng rất là hay trên Touareg. Chính xác thì trên động cơ 2.0 nó cũng như cái động cơ 2.0 ở trên chiếc Audi Q7 45 TFSI Quattro thì nó cũng như thế này, mức công suất tương tự và một cái mức khả năng tăng tốc thì nó trên 7 giây, là 0 đến 100 km/h thì mình cho rằng nó cũng là vừa phải và nó tối ưu. Cái động cơ này thì kết hợp với lại một cái hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian ở đây của Volkswagen thì gọi là 4Motion. Thì bản thân ở đây ấy, trước nay mình lái cũng rất là nhiều những cái mẫu xe của Volkswagen thì mình thích một cái điểm là cái hộp số này nó luôn luôn nó cho phép một cái chế độ độ S, là cái chế độ chuyển sang cái chế độ thể thao, và cái việc thao tác này nó thực sự nó rất là hiệu quả. Mình lấy ví dụ như là ngay cả khi bạn chuyển sang cái hộp số chế độ S này thì cái hệ động lực, động cơ và hộp số nó chuyển sang hoạt động ở cái giải tour, nó đáp ứng, nó phản ứng nhanh nhạy hơn, nó thể thao hơn, mặc dù khi đấy mình vẫn đang thiết lập ở những cái chế độ, ví dụ như là ngay cả chế độ Eco hay chế độ Comfort, là chế độ gọi là tiện nghi êm ái, hoặc là Normal thì chuyển cái này khi mà cần vượt chẳng hạn thì nó đáp ứng, nó linh hoạt và thích lắm. Thì thực ra thì những cái công nghệ tinh hoa về hệ dẫn động của chung của Volkswagen cũng đã được chia sẻ rất là nhiều cho những cái sản phẩm mang những cái thương hiệu khác nhau đó. Thì cái hệ dẫn động 4 bánh của chiếc Touareg này, hệ dẫn động 4Motion này thì nó cũng với bộ vi sai trung tâm nó cho phép tùy biến rất là linh hoạt và thông minh cái khả năng phân bổ moment xoắn ở giữa cầu trước và cầu sau. Cụ thể hơn thì có thể nói là trong những cái tình huống mà có thể đẩy 70% lực kéo lên cầu trước, hoặc là một vài những tình huống thì đẩy 80% lực kéo ra cầu sau, thì cái điều đấy là nó rất là thích hợp một cách nó cực kỳ là đa dạng với nhiều loại
nhiều kiểu địa hình, nhiều kiểu lái xe khác nhau. Và cụ thể thì trên cái chiếc Touareg này, người lái có thể chọn tới 7 cái chế độ lái khác nhau. Nó từ chế độ tiết kiệm Eco, từ Comfort, từ Normal, từ Sport, rồi một cái chế độ Custom dành cho tùy chỉnh theo cái nhu cầu của cá nhân. Và thêm nữa là hai cái chế độ mà đi đường địa hình, đó là chế độ Off-Road và một chế độ Snow là chuyên về đi đường tuyết. Thế thì ở trong cái chế độ Off-Road thì lại còn có thể nhiều những cái thiết lập tùy chọn khác nhau nữa để mà nó thích ứng với từng cái địa hình. Ví dụ như là khi mà chạy trên địa hình cát, địa hình sỏi đá, trơn trượt đó, thì rõ ràng là phải nói là một cái mẫu xe có tới cực kỳ linh hoạt, đáp ứng đủ các loại địa hình khác nhau. Và đây cũng là có thể nói rằng là một cái điểm mạnh của Touareg so với một số những cái mẫu xe khác ở trong cái phân khúc không được trang bị rất là nhiều những cái chế độ địa hình như thế. Thêm nữa thì kết hợp với lại trên phiên bản Touareg Luxury này thì được sử dụng một cái hệ thống treo khí nén, thì nó cũng rất là tùy biến và cho phép là thích ứng với nhiều cái điều kiện lái xe khác nhau, cả trên đường bằng, chạy trên đường cao tốc, và đặc biệt khi cần thiết thì có thể đi qua những cái vượt qua những cái đường địa hình. Đây là mình thấy rằng là cái cảm giác lái của cái chiếc Touareg này, phải nói là mọi thứ nó gần như là nó không khác nhiều lắm so với một chiếc Audi Q7 mà sử dụng cái động cơ tương đương. Và thậm chí chiếc Q7 thì nó còn có kích thước lớn hơn. Nhưng cái thiết kế của Volkswagen luôn luôn theo một cái triết lý là tối ưu mọi thứ về cái mặt công năng. Và đặc biệt cái khoang không gian nội thất của những cái mẫu xe Volkswagen bao giờ nó cũng được rộng. Và có thể thấy rằng tất cả những cái chi tiết như cột A hay là như những cái ốp cánh cửa, các bạn nhìn thấy nó thực sự nó rất là mỏng. Và cái điều đấy để tăng tối đa về cái sự rộng rãi. Và chính vì vậy nó đem đến một cái khoảng sáng, một cái tầm nhìn. Và bản thân ngay từ khi lần đầu tiên mình ngồi lên cái chiếc Touareg này, mình đã cảm thấy thực sự là thoải mái. Chứ còn cái khả năng cách âm của cái chiếc xe này mình có thể nói là tốt. Đúng, chính xác. Đó là một cái điểm thực sự rất là quan trọng. Nó là gì? Cái kết cấu của cái khung sườn. Và chính xác thì chiếc Touareg thế hệ thứ 3 này cũng đã được áp dụng một cái có thể gọi là một cái khung xương nòng cốt ở trong những cái giải sản phẩm chủ lực của Volkswagen. Và các bạn hình dung rằng cái khung sườn nó như là cái bộ xương sống chịu lực tất cả mọi thứ, nó cứng chắc và nó cũng nhẹ, thì nó đem đến tất cả những cái xây dựng, những cái một cái tất cả các hệ thống cấu thành chi tiết liên quan để nó đáp ứng, nó đảm bảo cho được cái sự vận hành nó cứng, ví dụ như là cái khả năng chịu lực và chống xoắn vặn, rồi cái khả năng ổn định. Sau đó thì cũng là một cái chiếc xe SUV mà hạng sang, cạnh tranh ở trong phân khúc hạng sang, nên là Volkswagen cũng áp dụng vào đây, thiết kế ra những cái hệ thống treo của Touareg này thì mình đánh giá là nó cũng tương đối là tốt. Cái sự linh hoạt của cái hệ thống phuộc hơi đấy thì cũng đã chia sẻ rất là rõ ràng với các bạn rồi. Và như vậy có thể nói rằng là cái đặc tính lái, và nhất là cái vô lăng cũng rất là chuẩn xác luôn. Nó thực sự đó là một cái chiếc xe hạng sang, chứ nó vượt trội hẳn so với những cái chiếc cảm giác lái của những cái chiếc Volkswagen trước đây mình đã lái. Cái kính HUD hiển thị thì quả thực nó, cái con số này nó rất là tốt, và nó đặc biệt là rất là thích thú mà khi lái xe vào buổi tối thì nó cho mình kiểm soát. Và đặc biệt là trong cái điều kiện lái xe đường Việt Nam ấy, thì đôi khi là những cái sự thay đổi tốc độ nó đột ngột thì mình có thể kiểm soát tốt này. Rồi cái hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng của chiếc xe tiêu chuẩn trang bị trên cái mẫu xe này thì nó cũng đáp ứng tốt với cái điều kiện mà lái xe vào ban đêm, nó cũng rất là an toàn. Đối với lại các cái hệ thống an toàn của trên cái chiếc xe này thì nó cũng ở một cái mức độ là cơ bản và đầy đủ những cái hệ thống. Và ngoài ra thì còn có thêm những cái hệ thống hỗ trợ như là hỗ trợ lên dốc này, hỗ trợ đổ đèo, rồi hệ thống kiểm soát hành trình thì nó cũng đem lại cái sự tiện ích. Và tại Việt Nam thì mẫu xe này được bán với lại hai phiên bản, hai cái sự lựa chọn, đó là phiên bản Touareg Elegant với một cái mức giá là khoảng 3 tỷ đồng cho nó tròn. Thế còn Touareg Luxury là phiên bản là có nhiều trang bị tiện nghi hơn một chút thì cái mức giá là 3,5 tỷ đồng. Và nếu mặt bằng chung có thể thấy rằng là những cái mẫu xe SUV cỡ E mà hạng sang thì cũng thường là sẽ có một cái tầm giá từ 3,5 cho đến khoảng hơn 4,5 tỷ đồng. Thế nhưng mà tuy nhiên tất cả những cái giá trị mà hội tụ ở trong cái chiếc Touareg này thì rõ ràng nó cũng thực sự nó cũng xứng đáng là những cái một cái mẫu xe, một cái lựa chọn, mình nghĩ rằng như thế. Và từ cái việc là một cái thiết kế nó nhã nhặn và nó cân xứng hài hòa cho đến nội thất, và đặc biệt là Volkswagen Việt Nam cũng đã phải
Mình nghĩ là họ cũng đã nghiên cứu thị trường một cách nó rất là chi tiết, rất là cụ thể để đưa ra những cái trang bị, những cái đặc tính để làm sao mà khách hàng có thể sở hữu cái chiếc xe này có được những cái sự nổi trội hơn, những cái giá trị thực thụ hơn. Chúng ta lấy ví dụ như là cái thiết kế của cái ghế Ego Comfort, đó là một cái thiết kế mà những cái mẫu xe khác không có, hoặc là một vài những cái tính năng khác và một cái phong cách nó cũng sang trọng, nó cũng không có thua kém gì. Rồi cái đặc tính vận hành, tất cả những công nghệ đó thì tất cả hội tụ lại, mình cho rằng đó cũng thực sự là một cái mẫu xe SUV cỡ E hạng sang, rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Chắc chắn là mình nghĩ rằng là khi mà khách hàng đã nghĩ đến một cái mẫu xe Volkswagen Touareg như này thì họ cũng nên đến các cái showroom để mà xem thực tế thử, xem là nó có đúng thực sự là nó cũng cạnh tranh với các cái đối thủ không. Rồi, cũng rất là thú vị chia sẻ với các bạn, và Xe Đời Sống có một cái hành trình rất là vui, rất là nhiều cảm xúc với lại Volkswagen Touareg thế hệ mới, thế hệ thứ 3 này. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn cũng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Xe Đời Sống. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video về sau.